Thứ hai là gì? Định bày mình cái gì sẽ làm hưởng. Tại vì định tối mới là gì? Định học của Việt Nam mình. Em sẽ thấy chính vì cái ảnh hưởng, tức là gì này mà thầy Vệ Tịnh có được đưa vào một trong hai danh nhân của gì của Y học Hoàng Việt Nam mình á. Đó, đầu tiên mình sẽ về cái tiểu sử trước. Đây, thầy Vệ Tịnh hay gọi là gì? Hai danh nhân. Đây là danh y có nhiều nhưng mà danh nhân thì chỉ xác. Sinh ở Hải Dương ha. Và đó cũng tin vào thầy Vệ Tịnh ha. Cái năm mà năm sinh đó, năm sinh trong mắt đó thì hiện nay vẫn là còn chưa rõ ha. Rõ anh đi đi con số này là gì chỉ đi theo sắp thầy cô đã được thôi chứ không em tính số tuổi ra đây thì ghê quá đúng không? Tính tuổi ra đây nhiêu tuổi ta trăm một trăm mười một tuổi đúng không thì cái số này nó hiện nay vẫn còn tranh cãi ha tại vì lát nữa em sẽ thấy là gì thầy năm mấy tuổi là thầy đi sứ với Trung Quốc rồi à hết rồi nó luôn nào mình không biết được thời gian là năm nào cả. Đây, một thầy gì, một cơ nhân có tuổi ra. Chúng phải. Thì được nhà sư nuôi dưỡng. Thế thật ra gì? Thì thật ra thì cái này cách xưng hô thôi ha. Thì thầy bản thân thầy đi được nè. Nhưng lúc thầy đi trước rồi nè. Như là trai chú rồi nè, đã nắp nè. Đóng góp rất nhiều cái lệnh học của người nhà. Còn thầy thôi ha. Chứ còn nhiều đứa thiếu thích thôi cứ ở Tịnh thôi hoặc là hại nữa đâu tùy cái đứa thầy thì chọn thầy không phải là vì thầy là nhà sư còn thầy nữa rồi thì đây mình xem nè các thầy giỏi cái nào á thì năm 22 tuổi là gì ạ thái học sĩ rồi nè thái học sĩ là tương đương như bây giờ đâu mức cao nhất của gì của mình của nền nghiệp đào tạo một năm là gì tiến sĩ rồi nha 22 tuổi rồi nha chưa phải học sinh rồi nhưng mà tại vì thì do gì từ bé ở trong chùa mà nói chung là quen trong chùa được quen cảm thanh tịnh rồi nha mà ví dụ như mình khi đó vô lòng mà qua trong chùa đình thì đó mình phải làm gì phải nấu đá ăn dần được chẳng hạn cũng bằng á thành ra thì thầy không làm rồi giờ đó ngoài đó thầy thì đây là cái đóng góp của thầy ha xây dựng chùa điện là chẳng hạn rồi gì nữa dạy kinh rồi cứu tế rồi còn thu tập cái thuốc này đóng dân gian nhớ ha thời kỳ này thầy sống á cùng gì cùng thầy cũng đạt cái này thầy hải hương nên lên cái thấy thầy hải hương rất là nhiều cái gì rất là nhiều kiến thức của gì của thầy về định đặc biệt là về Việt Nam và về mặt lý luận thì vẫn là đi học của Việt Quốc anh được không rồi đây phương châm đây Nam Việt là chữ người Nam Việt ha và chủ trương là xã hội hóa y học nghĩa là sao ở trong nội kinh đó thì nó có cái gì có một cái câu nói là đất đai của những khí hậu của từng vùng thì con người sinh ra là đất đai vùng đó chẳng hạn khí hậu đó chẳng hạn thường sẽ có nghĩa mắc cái bệnh vùng đó và cây cỏ tại vùng đó sẽ sao thử các bạn được nên thành ra gì thầy cũng đưa ra là gì khi Việt Nam nhiều thì Nam nhân chẳng hạn quen cái màu sắc tại khổ nó vui đi học tại khổ thầy không biết sao đó hình xã hội hóa y học là gì thầy là định đưa ra đầu tiên ha tức có nghĩa là gì cây thuốc tại chỗ chữa bệnh tại chỗ trồng tại chỗ luôn tại vì mấy đứa nhớ rồi lúc đó thầy có nói là gì được gì thuộc cái giường được buồn buồn mà đúng không tại sao cái cây gọi thông qua mình có thể chữa bệnh không dùng mà cái nhất định là phải gì nhập thuốc của những phương bắc là nhập thuốc của Trung Quốc chẳng hạn đây là một thành đóng góp của thầy rất là lớn ha rồi
nên thành ra gì, từ đó có hai tác phẩm là gì, là Nam Dược Nhị Nam và gì Tam Phương Gia Giảng. Tập Tam Phương Gia Giảng sau này nó sẽ được chuyển thành là gì, có tên là Hồng Nghĩa Dật Tư Y Cương, là Đức Đức Sư. Hai Nam Dược Nhị Nam này thành ra là những khái niệm thuốc nam là ai ra đầu tiên? Tôi còn rồi, theo truyền thuyết thì chúng tôi truyền thuyết chúng thấy ghê quá đúng không? Mà theo lịch sử thôi, năm chị thầy 55 tuổi thì nhỏ mới hút đây gì nhà Minh đó đi sứ. Cái thời kỳ đó là gì? Nhưng mà thời kỳ đó mình Trung Quốc, cái thời kỳ Trung Quốc mà nói gì mình là gì cái đồ mình á thì hầu như là gì không gì để lấy gì của cả cái chất là người tài của mình á. Nói chung Trung Quốc nó hiểm lắm. Giờ nhiều đất đai mà tốt là nó sẽ hiểm, người tài thì nó lấy về bên đó để cho gì nó rất muốn đồng hóa mình. Nhưng gì ngàn năm nó đồng hóa rồi. Nếu như đến hiện nay mà mình dùng chữ gì người ta thì nó đồng hóa thành công tiếp mình có vô mà nó vô đồng nó vô đúng không? Mình chữ là mình chữ gì chữ là tinh thần không phụ thuộc vào chữ của nó. Nên gì đây nào mấy em được gì đi sướng cho nhà Minh nha. Nào mấy em biết cái Việt Thái gì? Việt Thái là cái gì hồn thai đó, là những người uy tín, những người giỏi nhất và ngày đi học của Trung Quốc chuyên chữa bệnh cho gì thôi, cho vua và nó quan lại cho đình đó chưa không giỏi được đó chứ chưa 55 tuổi ha. Đó thì chính vì vậy gì sao như vậy giỏi quá, thành ra ở bên kia họ chính ở bên kia bên Trung Quốc vậy. Sau này mình đi khảo cứu cũng được, còn bất khi nào hay bất khi nào cũng khảo cứu được, cũng ghi chép lại, thậm chí có thể ghi chép mà nó cần biết rồi này. À chưa rồi. Rồi đó, đó là cái tiểu sử ha. Thì gì đó, tiểu sử thầy là gì? 6 tuổi là gì? Khuôn cho mẹ tôi bày ở là gì? Chùa. Có năm 22 tuổi là đầu tháng học sĩ rồi nè, làm quan trồng cây đâu có nước rồi anh đừng làm nên thì có thời gian chủ yếu là gì? Tu rồi chùa rồi làm túc năm 55 tuổi thì gì? Thầy sư thầy vô được có gì là đúng rồi bất ở bên Trung Quốc nào. Nói chung là gì, mấy đứa hay dùng từ nặng nề quá, cũng chết thì là gì là nói sao cũng nhẹ nhàng hơn tí ha. Rồi, thì tác phẩm hai tác phẩm là gì? Đó nhắc đến là gì? Hồi nãy được Nam Dược Nhị Nam đúng không? Hoặc là Dược Tính Nhị Nam đó, tập Tam Phương Gia Giảng, hồi được lưu truyền hai cuốn sách. Rồi đời sau chấp truyền tay và biên tập lại là chẳng hạn. Thì đến hiện nay là gì? Mình còn chưa hai cuốn hiện nay là gì? Nam Dược Thành Hiệu và gì? Hồng Nghĩa Dật Tư Y Cương. Chính vì là gì? Chấp tay truyền lại chẳng hạn. Nên nó không giống như người, có thể không giống như bản gốc. Có thể ghi chép thêm các kinh nghiệm của các thầy thuốc khác vào. À. Nên khi em học về cái tác phẩm gì? Nam Dược Thành Hiệu á, em sẽ thấy có những cái nó vẫn hơi về hướng lợi về cái gì đó ha, nó không còn đúng đến thời điểm hiện tại nữa. Rồi thì nói về tác phẩm Nam Dược Thành Hiệu tí ha, thì cái gì này nó có 449 mg 10 hoa chữa bệnh, 3.932 phương thuốc ha, chữa 184 bệnh, cả cũng chữa gia súc, rất là nhiều ha. Tên nhất thầy hồi nãy thầy nói rồi, là gì? Tại vì sao? Thầy Hà Linh đó là vừa gì? Vừa kết hợp việc quy đồng gì đó, vì nó đồ mà, còn tất cả đều là gì? Từ cung cấp hết,
sau thêm vào thì mấy con thảo cũng lại được đấy. Rồi thì nó cái năng lực nhận gồm có 11 quyển ha, thì cụ thể nó về quyển gì, quyển đầu thì giới thiệu về đó thì cũng được học kỹ hơn. Sẽ có một cái buổi riêng về gì học về năng lực tình yêu ha, thầy không có đi sâu vô ha. Đó quyển đầu nói về gì, các biện cốt và tính tiền đó, bắt đầu các từ quyển thứ nhất trở đi bắt đầu nhớ về các lệnh. Các bạn đọc qua đi biết ha, này khí tất huyết đau đau là chính yếu ha, chủ yếu đó. Rồi đó, rồi nhân được phụ qua nhi qua rồi ngoại qua đây. Cái việc mà nâng phân ra gì nội ngoại phụ thì trong cái biện cốt nó phân rất là lâu rồi, phân quá là lâu rồi nha. Chỉ có học của mình ở Việt Nam mình thôi là một trung tâm nhất thôi, nhưng mà dần dần mấy em thấy các môn nó tách ra đúng không, không có một đồ một bài chế một môn y lý gì hết, nhưng mà bên kia nó còn có gì, nó có một môn phương tế riêng này, rồi một môn kỹ thuật cơ bản riêng này, các bộ môn nó riêng nhau hết, chứ là một môn thầy cũng không dạy, không thể nào dạy nhiều môn như vậy được đúng không, có ý lý rồi phương tế rồi các phòng kinh điển kia tương ứng nữa không có. Một môn đi chuyên nữa. Rồi đó là cái năng lực thần hiệu ha. Thứ hai là gì, về học nghĩ rất tươi cơ. Thì cuốn này là gì, nó lội tên từ tập tập tam phương ha, tập phương dài dài. Bài nó được im lại vào năm khoảng năm 1717 đến 1723. Hai quyển thường là hai. Nội dung cụ thể thì mấy em sẽ được học sau. Nhưng mà gì? Cái nội dung chính của nó là gì? Chính tính là gì? Phải em thấy mình lấy cái tiếng lì, nội kinh làm gì? Mà nó nói về nội kinh tức là gì? Nó gọi nội kinh tức là nội và liên quan đến các kiến thức và lý luận của bạn. Thì đấy của mình đều được tính ra hết. Đây. Rồi. Thì trong cái gì? Trong cái cuốn đó, nghĩa tôi rồi là không nói chấp về gì, có chấp về kinh điển và truyền điển ha. Thì kinh điển là gì, tức là góp nhặt bài thuốc và kinh nghiệm. Truyền điển là gì, các bài thuốc gì được thông qua thức truyền miệng, mà hiện nay có thể là các bài thuốc gia truyền này ha. Thì các bài thuốc gia truyền thì hiện nay toàn là các bài thuốc truyền miệng, không có gì nữa, thì từ đời này sẽ lại khác gì nữa, đúng không? Nhưng mà gì nhá, gia truyền thì cũng là thêm xôi thôi, đúng không? Đúng với chứng rồi, chứng của mình truyền mình thì nó có hiệu quả, có thể thì ok, nhưng còn sai cái hơi thua. Và gì, họ chỉ báo cáo những cái thành công, những cái thất bại không ai báo cáo những cái, không ai nói gì biết hết. Khi học bằng đại học thì em thấy ha, thầy đại học là cực kỳ là gì, thầy là người đầu tiên là gì, dám gì công bố những cái ca nào mình chữa được và những ca nào không chữa được, nó học được biết ha. Nên thành ra mấy em có thể thấy ha, nó gọi là gì, đi học cổ truyền thì là gì, nó phải có cơ sở rồi, nó phải có biện mình ra ngoài, có cơ sở đưa ra thì mới dùng được, chứ không có cái kiểu là gì, alo bác sĩ, tôi uống thuốc này rồi bác sĩ, tôi nói mình thầy là phải tự đi học cổ truyền nha, mình không biết nó là nó thành phần nó nhất cái gì đâu, nó làm sao mình nhận tư vấn cho người ta là uống cái gì được hay không, và không biết là cái thầy nhất là cái kiểu người ta có cái gì. Có đúng hay không? Thật ra đừng có tư vấn qua điện thoại ha. Sợ nhất là khám bệnh là tư vấn qua điện thoại, qua đường dây nóng chẳng hạn. Gặp tận mặt một cán bộ đưa ra nữa thì là gì? Tư vấn một cán bộ đường dây nóng ra. Rồi, đó là gì? Ai đáp ứng? Cái phần này mình sẽ đi đào sâu vào đây. Thì tại sao là gì? Thầy là đến được gì? Phải được học lập thánh lúc nào? Thì nó xem ha. Nó có những đặc điểm sau đây. Đầu tiên là gì đây? Là độc lập từ dân tộc. Nhưng hồi nãy thầy có nói rồi.
Đây là công góp đầu tiên ha. Tức là gì? Mình có thuốc tại chỗ, có người tại chỗ cũng là gì? Mới dùng dùng. Tại vì nói rằng cái đứa thấy coi rất rất là nhiều cái kinh nghiệm. Các bạn cứ kinh doanh chẳng hạn, là ba mẹ mình dùng chẳng hạn của mình chẳng hạn, đúng không? Chị cháu cũng thấy mình nhiều chị cảm chẳng hạn, đúng không? Thì ba mẹ mình có ảnh gì? Ai cầm lạnh là đúng không? Cho hành chị cháu nó còn cho hành đúng không? Nhớ gì tiền nó hơi dính cả đúng không? Mấy người cũng biết liền cũng tin đó ha. Tức là gì? Có những cái là gì? Xung quanh nó đầy đủ, cái đi cường riêng thành giỏi kia thì hàng ngày được hả? Miễn sao là gì? Cái đứa là gì? Đừng có gì? Nó sốt mà do gì nhiệt rồi nè, cầm cái nhiệt rồi nè. Mình dùng cái đó thì cái năng cứ thật rồi. Không phải thật mà nó uống ngừng được đúng không? Đúng chưa? Không phải thật mà nó uống tiêu chảy cái chỗ ngừng được hết. Đúng không? Cứ bảo ô, nó mà sao mà đi nấu được gừng thì mình cho uống. Uống dùng cái nữa gì hết. Tại vì sao? Khi mình dùng gừng thì mình là gì? Sinh cương với lại căn cương chẳng hạn đúng không? Đúng chưa? Sinh cương nó khác. Đó là thật ra gì? Khi mình dùng gì? Lúc là phải chú ý là gì? Thì cần cho rõ ha. Các tỏ giấy khác nhau sẽ đưa ra những khác nhau. Và thứ hai là gì đây? Thứ thần từ kế và phát huy. Từ kế phát huy cái gì đây? Tức là gì? Mình nói gì thì nói. Cái này đây là mình, sự thật mà nói học tại học bác sĩ mà thật rõ ràng đến hiện giờ em học về y lý rồi nè, không hề phủ nhận kiến thức này là từ đúng đấy, không có gì là của mình đấy. Cái này là thật, cái này là thật, bản chất chứ đừng tự lừa mình ha, được chưa? Nhưng khác cái nào, cái thử hơi chỗ nào, những lý luận này nó đúng với người Trung Quốc, với vùng đất đai của những cái hậu môi Trung Quốc, nhưng nó sẽ không đúng với người Việt Nam. Kế thừa phát huy vận dụng những kiến thức lý luận này đối với người Việt Nam nó sẽ khác, đúng chưa? Không thể nào biết anh sao y nguyên cái gì lý luận rồi bài thuốc là cái tất cả của Trung Quốc qua đây được đấy. Tại vì đất đai của những cái hậu môi nó khác, người ta mắc bệnh cũng khác, sao chứ đi chăng được? Đây, đến kế thừa phát huy là chỗ đó. Cũng dùng thuốc, nhưng vẫn phải dựa trên đặc điểm khí hậu, đất đai, thể chất của người vùng đó chẳng hạn, để mà nhìn dùng thuốc, kế thừa phát huy. Thứ ba là cái gì? Tinh thần xã hội hóa y học. Xã hội hóa y học là nói hồi nãy nói rồi nè. Xã hội hóa y học là sao? Hồi nói rồi, là gì? Mình nói đi. Đó là nói gì không? Hả? Tức là gì? Chính vì nghiệp cái dược cùng nguồn, cho nên là gì? Những kiến thức cơ bản đó, hồi nãy nó vào gì? Là đi học thường thức chẳng hạn đúng không? Gọi là gì đây? Thường thức đó. Thấy không? Tức là gì? Có những cái không cần đến trường lớp học, đúng chưa? Mà gì? Có thể từ những người thầy thuốc chẳng hạn dạy cho người ta cách gì? Phòng bệnh, cách ăn uống như thế nào để phòng bệnh tại cái vùng miền đó chẳng hạn. Đây là một trong những cái là gì? Hiện nay là gì? Mình cũng cần phải chú ý là gì? Đó là gì? Bác sĩ học vùng miền nếu như mà tốt nghiệp ở đâu thì nên về một đoạn chẳng hạn. Nên như vậy ha. Tại vì đó này mấy em thấy hiện nay là hầu như tốt nghiệp xong rồi là thành phố mà. Thì đó này cái nhu cầu ở địa phương như này cũng rất là lớn, đúng không? Mà gì? Nhớ ha. Mấy đứa có để ý không? Mỗi cái vùng miền mấy đứa ở cái đặc điểm bệnh tật nó cũng khác nhau nha, không có giống nhau nha, đúng không? Có những vùng thì nó vùng miền thì nó ăn cá rất là mạnh, ta ăn mạnh rất là dữ. Là cái vùng đó chẳng hạn các bạn về đi học hiện đại những tăng khác chẳng hạn rất là cao chẳng hạn, đúng không? Chưa, hoặc là những cái mùi vùng cao chẳng hạn không có muối ăn chẳng hạn, thiếu chẳng hạn, đúng không? Thì gì
đó là những người bác sĩ. Tụi em từ bé đến lớn em sinh sống cái vùng đó em biết, đúng không? Trừ khi những đứa bị bắt học, đúng không? Từ nhỏ đến lớn là những đứa đi học đấy, bây giờ đi ra ngoài nhà cũng không biết gì. Là cái vùng bền của mình là nói gì? Các bạn nhìn nó đang lưu hành vậy này. Đó là lý do là tại sao gì các em đi tập một đồng này. Thường là cho em xuống cái vùng đó, hai em điều tra gì? Dựa vào cái tỷ lệ người đến khám bệnh tại cái gì trung tâm huyện xã chẳng hạn để biết rằng cái gì à cái vùng đó hiện nó thường dễ mắc các bệnh gì đây rồi ha. Thứ ba, thứ tư là gì? Phòng bệnh tích cực. Rồi cái này là nguyên tắc chung rồi ha, chung là một người mình gì phòng bệnh từ chữa bệnh rồi. Rồi năm là gì? Vừa là người thầy thuốc, vừa là nhà tu, cho nên là gì em để ý thấy à trong các cái thuốc của thầy á cũng biết đề cập đến các gì sát sinh á thì thầy tu mà rồi gì nhấn mạnh cái gì trong cái việc dưỡng sinh đúng chưa, vì bế tinh dưỡng khí của thần hạ tâm tâm ngoại dụng của trên linh thần hạ đó là cái câu mà gì học tự biệt của mọi dưỡng sinh học bệnh đó. Thì cái câu đó thì khi nào mà cô dưỡng sinh thì này thầy cô dưỡng sinh giải thích cho em rồi đó. Thì gì đây là gì các cái ảnh hưởng của gì cái bộ sách hai bộ sách nó trở thành điều bằng nghĩa tư tư đối với gì để đi học. Đây là các tác giả đây nè, dịch ha, đây dịch năm 1533 và kia là dịch đó, tức là dùng thuốc tại địa phương. Dịch gì? Nghe thấy nói không? Dịch gì thầy? Nhưng mà hiện nay với cái tốc độ mà gọi là phá của cường như của mình á, gọi là cái gì đô thị hóa đó, thì hầu như mấy em thấy có những cái cây cỏ hầu như nó mất luôn rồi, chỉ có thể chất bỏ thôi, không còn nữa. Đó là rất là quý nha. Rồi giữa thôn Độc Nguyên gì bộ tàng Thái Nguyên chẳng hạn này, đây toàn những thuốc tại chỗ không thầy, em đúng tinh thần là gì người tại chỗ thuốc tại chỗ đó. Đây tinh thần đang đóng góp này thầy được đưa vào gì trong hai gì thầy rất nổi tiếng nhất. Đó là đóng góp to lớn nhất. Còn thầy Hải Thường thì gì? Đóng góp gì? Tức là dựa trên cái nền tảng lý luận và chẳng hạn để phát huy thêm, đưa ra thêm những cái lý luận mới chẳng hạn mà chỉ có thầy Hải Thường có thôi nè, không có nguồn gốc. Được không? Còn các cái thầy khác thì thầy chưa nói thì như là những thầy đó thì nó thuần túy là mình dùng gì thôi, lý luận thôi, quyền học quyền cũ thôi, không có phát huy thêm gì được, nên thành ra chỉ ghi nhận lịch sử thôi. Tại vì đứa nhớ cái thời điểm đó, thời điểm các thầy cô đó chẳng hạn, đất đai môi trường khí hậu của những thể chất con người nó không khác hoàn toàn bây giờ, đúng không? Nhưng những kiến thức mà của gì của thầy Hải Thường với thầy Nguyễn nó vẫn còn giá trị mãi đến bây giờ, nó góp chung, nó vẫn còn xài đến bây giờ luôn. Tại vì đây là quy tắc chung thôi. Rồi lướt qua đi ha. Đây thì bên em thầy Hải Thường, như lúc nãy thầy có nói rồi ha, cùng cái thời kỳ mà thời kỳ thầy đương đại đúng chưa, chứ thành ra gì thầy Hải Thường đó 496 bài thơ dùng tính của Nam Dương thần hiện này nhất vào năm 45 Bạch Thảo. Thật là gì? Thầy nói là cái bộ hài thường là gì? Bộ hài thường cái tâm tính của thầy hài thường đó mà thầy đọc sách chung với em là đỡ phải đọc lại và như nó đọc chung và tổng kết chung nữa kìa. Nội kinh, nạn kinh, tư hành luật kiếm biểu được rồi tâm trung bài thảo kinh là tức là những gì của Trung Quốc ha, hầu hết cả năm nhiều cũng nhiều luôn. Chưa, thành ra gì? Nói như thầy nói, bước lười thứ hai
thôi. Đây, còn ngoài ra dưỡng sinh nữa thì còn đưa vào gì đấy, trong cái tập gọi là vệ sinh dưỡng huyết nè. Đó, nhiều lần này nhắc cái câu là gì? Thì vệ sinh dưỡng huyết cần thành ra tập dụng tinh thần này hả? Đó là câu là gì? Cái gì đeo cửa, chúc cửa của dưỡng sinh gì đó. Là nguyên tắc chung để mà gì? Phòng bệnh. Đấy. Xong. Rồi.